quậy đâu. Ra phải không nè, quay dạ, nữa. Ủa quậy tao không? Bốc rồi, Bích Dương. Rồi xong rồi đi ra. Rồi đó. Cửa hàng số 2, Thanh Phương nha. Bây giờ nhớ tên, bây giờ không nhớ mặt thì nhớ tên nè. Lẻ. Hiểu. Hỏi mặt cho đường quá à. Rồi. Hai đi hơn nhất nè. Mày hay dính quá. Không đây là tao quát. Không. Rồi phát đây, phát đây. Lẻ lẻ. Bên bên. Qua đi chút cho con đi. Rồi. Rồi qua đi lên cửa hàng số 2. Rồi. Má chết mẹ rồi, hai bây rồi. Không có cho. Khang. Đúng rồi, lựa hết. Gì? Caramel. Anh xui mày dở ra coi đi mày. Ờ nè, caramel có nha. Trời ơi, đông lắm mày, nhà có thiệt. Thôi. Một phần này nhớ chồng rồi. Hồi nãy nhớ chồng. Mày giữ gì chồng mày quay. Lẹ đây. Đỡ giờ anh ta rồi kìa. Rồi, được luôn. Thôi dạ dạ vàng hết luôn đi. Hai cái chồng vậy. Tâm sự. Rồi. Tâm sự. Tao thấy rồi, tao thấy á. Tao thấy. Ủa? Em đưa nhà em. Liệu đú nè, bây giờ mũi đú nè. Rồi. Rồi. Một đô. Một đô. Thế rồi. Một đô luôn hả? Một đô. Không cho đâu thầy. Không được. Rồi. Ai nó không có tiền. Hỏi vậy đó mà xếp hàng vậy chết mẹ ta rồi. Ôi sao mấy giờ rồi? Tới rồi. Tới rồi. Chưa. Ủa xếp hàng mà sao? Ủa anh kể sao giờ thấy dài quá vậy? Có anh dài để cho anh đã ở mà sao? Nó dính 2 3 lon con này nó dính rồi. Bết bết. Ba giống độc đắc chưa? Độc đắc hả? Độc đắc. Tú mà coi tú rồi. Ôi sao đóng vậy? Ờ, nó đóng nhiêu đó nó đến đủ à. Nhiều lắm. Coi như mình cũng mình nữa. Sao như đắt. Đắt là 500 triệu á. Cái hai này mình đập đắt nữa. Ờ, em có là chửi liền à. Tốt nhất ta. Nói ta ba không có nè. Không có đâu, mày khỏi giỡn. Sao bái hay cái rỡn quá. Đó. Hai giờ trăm bốc lại. Nhiêu chị dọn vậy không? Yeah. Thôi còn đám thu nữa chưa lại. Hết chưa? Vẫn thành phần mới khảo. Vẫn thành phần mới khảo. Bốn lại bác sáu. Qua đây nè. Đâu vậy? Lại bác sáu nữa. Mày có. Bác sáu hả?